Còn chờ đợi gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau xuất các video thôi, sẽ rất nhanh. Các bạn có thể bấm vào biểu tượng ở đây, biểu tượng thước phim. Sau khi bấm vào, các bạn có thể bấm chạy thử. Cảnh có sẵn này, đã thiết lập một vài video có sẵn, tôi có thể bấm cho các bạn xem. Rất ấn tượng phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta stop lại. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ tự tạo video, thế mới vui. Để tạo video, chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào file trống, ở đây là file 09, tôi bấm vào số 9 này. Và các bạn bấm vào biểu tượng trên cùng. Record. Nếu như các bạn muốn thêm ảnh vào, các bạn bấm vào đây hoặc là chèn một đoạn video vào đây thì chúng ta bấm vị trí này. Bây giờ tôi sẽ bấm record. Các bạn bấm chuột trái vào. Một cửa sổ mới hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chụp một vài góc để phần mềm sẽ tự tạo những video cho chúng ta. Các bạn cũng có thể áp dụng các lệnh điều hướng khung nhìn. Tôi dùng chuột phải để xoay này. Q lên trên. Và A qua bên này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chỉnh một vài hướng. Chúng ta chọn hướng này. Tôi sẽ chụp tấm hình đầu tiên. Các bạn bấm vào biểu tượng Text Photo, bấm chuột trái vào là chúng ta chụp được một tấm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chụp tấm thứ hai. Tôi tiếp tục nhấn phím D qua này và vừa qua vừa xoay. Và S xa ra. Tôi sẽ chụp tấm thứ hai ở đây. Bây giờ tôi sẽ nhấn phím Q cao lên và xoay. Phím S xa ra chút xíu. Chuột phải và xoay đối tượng này. Tôi nhìn từ trên xuống này. Các bạn có thể zoom gần lại, nhấn phím V kép. Và chúng ta chụp tấm thứ ba ở đây. Tôi xoay qua một chút xíu nữa. Ok, chúng ta chụp tấm thứ ba. Bây giờ các bạn nhấn phím A qua bên này. Chúng ta chụp tấm tiếp theo. Các bạn bấm chuột trái vào Take Photo. Các bạn nhấn phím S để chúng ta zoom xa ra nhìn tổng thể. Và D qua bên này. Sau khi chúng ta được một hình tổng thể từ trên xuống, tôi bấm chụp tiếp. Các bạn có thể chụp rất nhiều tấm hình ở đây. Để kết thúc, chúng ta sẽ chọn một cảnh thấp xuống. Tôi sẽ xoay chuột phải này. Và nhấn phím E cho thấp xuống. Và nhấn D qua bên này. Và bây giờ chúng ta sẽ chụp tiếp một tấm hình. Và zoom gần lại. Tôi sẽ chụp tấm kết thúc. Để kết thúc hoàn toàn quá trình định dạng và kết xuất video, các bạn đánh vào dấu check ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy thử nào. Các bạn bấm vào biểu tượng play. Và đây là đoạn phim chúng ta vừa chụp. Để kết xuất đoạn phim này cũng thực sự đơn giản, không quá khó khăn. Các bạn có cảm thấy rất nhanh không? Khá là ấn tượng. Rất đơn giản và nhẹ nhàng, chúng ta có thể làm một đoạn phim rất nhanh. Còn bây giờ tôi sẽ stop lại và hướng dẫn các bạn cách kết xuất một video này sao cho nhanh và chất lượng nhất. Tôi stop lại. Nếu muốn các bạn có thể tua từng đoạn một, tôi kéo này. Còn việc chỉnh sửa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở những video tiếp theo. Ở bài 1 này chúng ta sẽ chỉ làm quen với những vấn đề cơ bản nhất mà thôi. Ví dụ tôi để ở cảnh này. Các bạn lưu ý rằng cũng có thể áp dụng những hiệu ứng như sân. Tôi bấm vào Effect và chúng ta chọn hướng đầu tiên, chọn sân. Chúng ta cũng có thể xử lý các đối tượng về ánh sáng tương tự như ở phần chúng ta xuất ảnh, cao hay thấp. Và chúng ta cũng có thể thay đổi phần sân Hairing. Tùy các bạn muốn bóng đổ, độ hướng nào cũng được. Chúng ta tăng giảm ánh sáng. Khi đạt được ánh sáng ưng ý, chúng ta Cell Movie. Do phần mềm đã quy định sẵn những video, nếu như các bạn bấm biểu tượng Cell Movie thì lập tức phần mềm sẽ lưu tất cả những video sẵn có ở đây, sẽ rất lâu. Vì vậy khi mà các bạn muốn lưu một video chúng ta vừa tạo thôi thì tôi đứng ở phần 09 này. Các bạn bấm biểu tượng này để chúng ta tạo một video đơn lẻ mà chúng ta vừa tạo thôi. Tôi bấm vào đây. Tôi sẽ chọn phần MP4 và chúng ta bấm vào biểu tượng Cell. Tôi gõ video 1. Và chúng ta bấm Cell, cùng chờ trong giây lát thì phần mềm sẽ lưu chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau demo xem thử. Trong quá trình lưu video nhanh hay chậm tùy theo cấu hình của máy từng người. Ở đây tôi chọn quá trình lưu video khá nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật video để xem demo. Tôi bấm play. Do chúng ta để chế độ kết xuất tương đối thấp nên hình ảnh còn chưa rõ nét. Nhưng nếu như các bạn có thời gian hơn thì các bạn có thể thiết lập thông số cao hơn để có chất lượng video tốt hơn nữa. Tôi sẽ đóng phần mềm này lại và kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn có những video thật sự ấn tượng và chất lượng cao.